thì em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Đức Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Đức Trời cũng giống như người buôn đò đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Đức Trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng có. Người bèn liền bảo họ: Vậy thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cái cũ trong kho mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hãy tìm kiếm khôn ngoan. Người ta thường nói là khôn sống mống chết. Khôn ngoan thì sống mà dại dột thì chết. Bởi vì ở đời họ biết cách lo liệu, biết tính toán, cư xử. Họ tính toán trước thì có lẽ sẽ đạt được những cái điều tốt đẹp, khá giả. Ngược lại, sẽ lâm vào cảnh thất bại, khổ sở. Đời sống thiêng liêng cũng vậy. Người Kitô hữu phải biết khôn ngoan, lo cho tương lai của mình. Đời sống mai hậu hoàn toàn tùy thuộc ở nơi mỗi người chúng ta được hạnh phúc hay là vĩnh cửu, được bị trầm luân đời đời là do mỗi người chúng ta hôm nay ở dưới thế. Chúng ta sống như thế nào, chúng ta sẽ trả lẽ trước Thiên Chúa như vậy. Tất cả các dụ ngôn hôm nay đều nói lên cái gia tài quý báu ở dưới đất, xem đó là nơi tưởng là nơi an toàn, nhưng mà còn cái kho tàng mà chúng ta đang tìm kiếm, kho tàng được ẩn ở trên nước trời đang mời gọi mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tìm cái kho tàng mà đem lại cho chúng ta sự bất diệt, vĩnh cửu. Tất cả các dụ ngôn đều nói lên cái sự khôn ngoan chân chính. Người đi tìm kiếm nước Chúa, đó là lo cho phần rỗi linh hồn của mỗi người chúng ta. Nói về sự khôn ngoan thì có câu chuyện cựu ước mà chúng ta đã vừa nghe. Ông vua Salomon xem ra là dại dột, nhưng mà thực sự ông quá khôn. Chúa bảo là ngươi muốn gì thì cứ xin, ta sẽ cho. Ông dại dột, ông không có xin giàu có, ông không có xin sống lâu, ông không có xin thế lực hùng mạnh, mà ông chỉ xin khôn ngoan. Khôn ngoan chính là nền tảng, nguồn gốc của tất cả mọi thứ khác. Nhờ khôn ngoan mà ông giàu có, triều đình của ông vững bền và đất nước của ông giàu mạnh, nhất là ông được Thiên Chúa chở che. Ở đời những người khôn ngoan nhưng mà lại có khôn đấy, nhưng mà không có ngoan, mà toàn là khôn lanh, khôn lỏi, khôn láu cá. Cái khôn ngoan của Thiên Chúa là khôn ngoan của ánh sáng, của sự sáng. Còn cái khôn ngoan của bóng tối, của Satan, đó là sự dữ. Vì thế, khôn mà phải ngoan nữa. Ông vua Salomon cuối đời của ông không có ngoan,
Bởi vì ông đi theo khi mà cưới những người vợ mà ở bên ngoại giáo thì ông cũng tôn thờ theo như ngoại giáo luôn, tức là bắt cá hai tay, tôn thờ hai chủ, cho nên là đã không được Chúa chúc phúc. Khôn thế gian làm quan địa ngục mà dại thế gian làm quan thiên đàng. Đấy là các cụ xưa người ta nói như vậy. Được mọi sự thế gian mà mất linh hồn mình thì nào được ích gì. Vậy muốn có sự khôn ngoan thì quý ông bà anh chị em phải làm sao? Thưa, chúng ta phải có một lương tâm lý trí trong sáng, chúng ta mới đạt được ơn khôn ngoan đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được ơn khôn ngoan của Chúa truyền dạy, để chúng ta biết được là chúng ta thực sự đang đi theo đường lối của Chúa hay là đi theo đường lối của Satan. Có những người học thức bằng cấp đầy mình nhưng mà lại thiếu sự khôn ngoan, như là vua Salomon chúng ta vừa nghe. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để mà chúng ta chọn được sự khôn ngoan đây? Phải can đảm đấy. Mỗi người chúng ta phải can đảm chọn lựa. Không một chọn lựa nào có thể hoàn toàn bảo đảm cho tương lai nếu con người không có lựa chọn. Là bởi sự lựa chọn khôn ngoan thì phải sáng suốt, trong suốt. Lựa chọn trong sự u tối, bịt mờ thì đưa đến chúng ta chầm luôn. Vì thế mà chúng ta phải chọn lựa nước trời, đó là sự chọn lựa khôn ngoan nhất. Đúng với điều mà chúng ta, mà Chúa đang mời gọi chúng ta, muốn theo ta phải từ bỏ vác thánh giá hàng ngày mà đi sau Thầy, phải can đảm đón nhận những nghi sự khốn khó. Đi theo Chúa là phải vất vả, phải hy sinh, phải chấp nhận sự thương, sự khó. Cho nên đừng có thể như là vua Salomon làm tôi hai chủ, bắt cá hai tay. Không có thể cứ kêu lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, mà còn phải có một sức mạnh thiêng liêng, đó là sự hy sinh, chiến đấu, phải chiến đấu đến cùng. Thánh Phaolô nói là tôi đi trong cuộc chạy đua, mà chạy đua đó là phải đạt được cái phần thưởng cuối cùng. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng hướng về đời sau, hình ảnh mà lưới cá để cho chúng ta thấy ngày tận thế, lịch sử của mỗi người, của nhân loại này sẽ bị chấm dứt. Có thể là cái tận thế, như mẹ nói là mẹ đến lần cuối, thì có thể là cái ngày cuối của cả thế giới này sẽ sụp đổ, hoặc là cái cuối của từng vùng, hay là ngày cuối của mỗi người chúng ta, cái ngày giờ chết đến gần kề, chúng ta không biết. Nhưng mà ngày thanh lọc chắc chắn sẽ đến để phân biệt sự lành, sự dữ, người lành, người tốt. Chúa thưởng phạt công minh, Chúa rất nhân từ vô cùng, nhưng mà rất công minh để mà những ai mà sai lỗi thì vẫn phải phạt. Vì thế mà chúng ta hướng về tương lai vĩnh cửu ngay hôm nay. Hạnh phúc đời này không làm cho chúng ta quên đi bổn phận. Đối với mỗi người chúng ta, chú toàn bổn phận hàng ngày, siêng năng tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện. Ngày hôm nay mẹ nói là để mà chúng ta nên thánh. Mẹ đến khắp nơi trên thế giới, mẹ nói rằng tóm lược lại những điều mà chúng ta cần phải thực hiện. Điều mẹ nói là mẹ không muốn chúng ta phải hư mất đời đời, đó là siêng năng tham dự thánh lễ. Mẹ mời gọi chúng ta đến tham dự thánh lễ, bởi vì ơn của thánh lễ ơn vô giá, bởi vì ở nơi đó con trí ái của mẹ sẽ tuân đổ muôn ơn lành hồn sắc cho chúng con. Cho nên là mình bỏ thánh lễ là mất thiên đàng. Cho nên mẹ nói là Satan đang lôi kéo các con xuống vào ngục khi các con bỏ tham dự thánh lễ Misa. Và điều thứ hai, chúng ta nghe lời mẹ, đó là siêng năng lần suối bần côi. Chẳng chối bên côi là tóm gọn tất cả phúc âm mà đi trọn vẹn cuộc đời của Chúa, của mẹ Kim Chỉ Nam hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Và ai cũng có thể lần chối được. Và khi mẹ hiện ra với Thánh Alan để ra đốc hứa rằng ai lần chối bên côi được 15 ơn lành, rất nhiều những ơn lành cả thể, đặc biệt là mẹ sẽ đến đón chúng ta trong giờ lâm tử, đứng ngay bên cạnh giờ hấp hối của mỗi người chúng ta và đưa chúng ta về thiên đàng. Cho nên đừng bao giờ chúng ta bỏ chẳng chuỗi bân côi. Điều thứ ba chúng ta phải thực hiện, đó là chúng ta siêng năng đến lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích của lòng thương xót Chúa. Chị Potina
khi mà hàng tháng có hai linh mục linh hướng đến và giải tội cho chị, đó là cha Anras và cha Supoko. Một hôm cha Supoko tới, thế là hai cha con vui vẻ vào tòa cáo giải. Nhưng mà khi bà vừa ban pháp lành thì chị không thấy cha Supoko đâu, mà thấy chính Chúa Giêsu hiện ra giơ tay ban phép lành tha tội. Và lúc đó Chúa Giêsu nói con tiếp tục đến với bí tích hòa giải qua các linh mục là dụng cụ, là màn che của cha. Và lời của các linh mục là chính lời của cha đang nói với con, và cha trực tiếp tha thứ tội lỗi cho con. Cho nên chúng ta đến với bí tích của lòng thương xót Chúa, nơi hòa giải bí tích đó, được rất nhiều những ơn lành để mà chúng ta từ 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 bỏ những cái tiêu cực, nó dần dần nó tan biến đi và tích cực nó sẽ thay thế vào. Và điều thứ tư đó là chúng ta cố gắng làm việc bác ái. Bác ái cho người sống đã vậy, mà bác ái cho những người đã qua đời nữa. Chúng ta có thể đóng góp và giúp đỡ những nơi khó khăn, nghèo nàn bằng của cải vật chất, bằng lời cầu nguyện. Còn có thể là xin lễ cho các linh hồn, bởi vì đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Rất nhiều các linh hồn đang mong chúng ta cầu nguyện, trong đó có khi ông bà tổ tiên của chúng ta. Cha Pio được in năm dấu thánh nói rằng mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, xưng tội rước lễ, thanh sạch tâm hồn cho chúng ta trong trắng, chúng ta xin lễ cho ai, thì một thánh lễ đó có thể Chúa đã ban ơn đại xá cho người đó được bay thẳng về trời. Vì thế hôm nay chúng ta đi tìm kiếm sự khôn ngoan như là gương của Thánh Gioan Kim và Anna. Các ngài là gương mẫu trong đời sống đức tin. Chúng ta cũng xin Chúa cho gia đình, nhất là những ai mang thánh hiệu Gioan Kim và Anna. Chúng ta xin các ngài giúp chúng ta mỗi ngày được trở nên giống Chúa, giống mẹ, có trái tim của Chúa, của mẹ, trái tim thanh sạch, công bình, bác ái, yêu thương, có tinh thần như là hai thánh bổn mạng, để chúng ta mỗi ngày được trở nên con người mới, chúng ta trở nên những người con của Chúa, con của các thánh và đáng được hưởng nước trời. Bổn phận chu toàn sống hỷ hoan, ngày mai tươi sáng chẳng phàn nàn. Tin mừng ân sủng con vui nhận, ngọc quý đức tin Chúa tặng ban. Ngẫu tượng tôn thờ ôi dại dột, lời Chúa thực thi quá khôn ngoan. Nước trời bất diệt mau tìm kiếm, kho báu tuyệt vời phúc chứa tràn. Amen.